Bạn có nhu cầu mua ARK Free Fire, thử vận may uy tín giá rẻ, chơi những trò chơi thú vị hấp dẫn, đến ngay với Riaki.net, shop hợp tác độc quyền chính thức duy nhất với Riaki ở mình. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Riaki ở mình. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với trình, đó là đi du học cùng chú Ri. Ok, thì ở bên server Thái Lan hôm nay họ đang ra mắt chúng ta một số những cái đồ khá hay ho xịn sò con bò. Đầu tiên thì ở bên này thì họ sẽ cho chúng ta nạp thẻ để có thể nhận được cái katana hắc lôi. Thì cái thanh này cũng tương tự như ở Việt Nam, chúng ta cũng có thể nạp thẻ nhận được cái thanh này. Đấy, katana hắc lôi. Thế thanh này rất đẹp. Đấy, đây là một trong những thanh katana mà trông cái độ ngầu nó rất cao, thanh kiếm màu đen. Anh em nào mà thích cái phim Thanh Gươm Diệt Quỷ chắc lại thích mấy kiểu kiếm màu đen như thế này. Ok, tiếp theo thì họ đang ra mắt chúng ta đó là cái series đấy, dép gấu. Đấy, cái dép gấu này hồi trước nó nằm trong cái bộ kẻ chủ mưu ấy. Đấy, nhưng mà cái bộ này ấy, thì nó sẽ được ra một cái đồ mà chúng ta có thể sử dụng cho cả nhân vật nam. Đấy, nó sẽ có bốn cái dép, một là cái dép vàng, đỏ, xanh và dép gấu trúc. Nhưng mà dép gấu trúc này sẽ không thể đổi được mà nó sẽ chỉ ngẫu nhiên xuất hiện ở trong cái hộp này mà thôi. Đấy, thế là kiểu một kiểu đục tiền của người chơi anh em. Đấy, không thể đổi được cái dép gấu trúc, tức là cái dép gấu trúc này nó thuộc dạng là siêu hiếm. Đấy, ok. Rồi ngay từ từ đã, 40 hộp à, mình không được giảm giá, mình chỉ giảm giá 500 thôi. Mình chỉ giảm giá 500 thôi. Đấy, ok. Thế là mình đây, ok, đấy, 400 được của nó luôn. Được của nó, hợp lý. Ui giời ơi, thích thì chơi. Ơ sao lại dây thích thì chơi là như nào? Đấy, được 10 huy hiệu này. Như vậy là mở ra cái bộ thích thì chơi anh em ạ. Ui giời ơi, thích thì chơi, chơi thì nó lại không được thích cho lắm. Đấy, dây đỏ xanh vàng, tí nữa mình đổi đôi màu vàng nhỉ? Tí mình đổi đôi màu vàng. Đấy, ok, ra quả gấu trúc xem nào. Ra quả dép gấu trúc, quả dép gấu trúc là hiếm đấy. Quả dép gấu trúc là hàng siêu hiếm đấy anh em. Ui ôi, em chưa ra rồi. Ra quả dép gấu trúc cho cậu xem nào. Ra quả dép gấu trúc cậu xem nào. Đấy, ui, và 20 hộp nữa nhở. Và không được giảm giá thôi, mà thôi không sao. Đấy, thôi không sao, ui dồi, ui dồi ơi. Đấy, thích thì chơi, chơi thì thích. Đủ huy hiệu chưa ta? 106 đủ rồi. 106 rồi, đủ để chơi rồi. Đấy, buồn thật sự. Thôi đổi lấy đôi màu vàng đi. Đổi đôi màu vàng đi, trông cho nó chóe. Đôi màu đỏ, đôi màu xanh nhìn hơi chìm. Đôi màu xanh nhìn cũng được. Đấy, nhưng mà đôi màu vàng cho nó chóe lẹ. Đôi màu vàng cho nó chóe lẹ. Xôi. Vâng, được thật sự ạ. Cái dép gấu này ấy, vốn dĩ ở trong cái bộ kẻ chủ mưu ấy thì nó không dùng được cho nam mà chỉ dùng cho nhân vật nữ thôi. Đấy, thế là bên Hana FIFA đã ra luôn một bộ series mà dùng được cho nữ, à dùng được cho nhân vật nam. Đấy, được thật sự ạ. Nhìn trông đẹp vãi trưởng, dép đi trong nhà nhìn đẹp vãi trưởng. Đấy, ngon luôn. Đấy, ngon luôn anh em ạ. Vâng, quá ngon đội bán son. Ai cả bảo không ngon đi, lại bảo không ngon đi anh em. Đấy, bộ này hơi bị đẹp, thay quả quần này vào hợp lý. Ôi ôi. Vâng, cái dép này ra ở server Việt Nam, húp ngay quả dép gấu trúc, làm bộ gấu trúc từ đầu đến đuôi. Đấy, làm bộ gấu trúc từ đầu đến thân luôn. Ok. Đấy, bên này họ đang mở shop huyền bí, mà shop huyền bí bên này nó hơi lạ anh em ạ. Shop bí bên này nó lại có bộ tu xé đồ. Đấy, em chả hiểu sao có bộ tu xé đồ anh em ạ, bó tay.com. À, tích cực quay tay để bận may liệu sẽ có tới hay không. Bên server này tôi nạp lắm thẻ phết đấy. Úi xôi, 78%. Những người ghen tị sẽ bảo được chỉnh tỷ lệ, nhưng mà những người mà thấy bình thường thì sẽ thấy Ari nhân phẩm quá cao. Ok, không biết là chăm sóc huyền bí này có cái gì không. Nói chung là cái bộ đồ kia thì nó là bộ đồ dân chơi. Bộ đồ đấy thì cũng giống server Việt Nam, dân chơi nổi loạn thôi. Việt Nam thì có cả đồ nam và đồ nữ. Bên này nó chỉ ra đồ nam thôi, còn đồ nữ bên này nó phát free. Đồ nữ bên này phát free. Thế nên là cái shop huyền bí nó sẽ bị trống một slot, nên là nó sẽ phải thay bằng bộ đồ tu xẻ đồ. Bên này thì có, đấy là cái khuyến mãi thẻ đổi tên 99 kim cương mua 2 thẻ. Cũng rẻ quá nhỉ. À, 78% trả rẻ. 78% trả rẻ. Các thể loại vé quay kim cương, vé quay này nọ, lọ chai, dog lover. Đấy, đây là bộ đồ quý ông lịch lãm này. Bộ này em đem ra bán vãi trưởng. Không có huy hiệu, không có huy hiệu đồ. Đấy, không có huy hiệu, không có huy hiệu nâng cấp súng. Đấy, thẻ kích hoạt, thẻ vô cực này với giá là 99 kim cương. Đấy, cũng rất là quả rẻ, rất là quả rẻ luôn. Và một đống các thể loại hộp súng với cả gói hoàng đế sinh tồn, nhưng mà về cơ bản thì cũng lở. Đấy, về cơ bản thì ngoài mấy cái vé vòng quay ra thì shop huyền bí bên này cũng lở. Đấy, shop huyền bí này không bằng Indo. Bên Indo nó có cái hộp để nâng cấp súng. Đấy, cái hộp huy hiệu súng là cái quan trọng nhất ở trong shop huyền bí bây giờ. Đấy, tại vì đấy là chúng ta còn dùng lâu dài, mấy bộ trang phục này giảm giá không giảm giá ai mua.
Đấy, chả hiểu sao cái đồ đặc biệt là bộ tu xẻ đồ giá 329 kim cương. Thề con bộ này cho tôi cũng không thể mặc. Đấy, tiền đấy để làm gì? Tiền đấy tôi mua tai nghe trên Riaki Store. Đấy, anh em mà đang có nhu cầu mua tai nghe chuyên dụng để chơi Free Fire, chơi gameplay, chơi liên quân mà muốn nghe tiếng đạn, tiếng súng, tiếng thông báo trong game, tiếng ping, tiếng các kiểu nó rõ ràng, anh em có thể chọn một trong những cái mẫu ở trên Riaki Store. Và khi mà mua ở đây thì vẫn đang có chương trình là mua một tai nghe tặng ngay một, đó là con mô hình mini. Và cái sản phẩm này đang được bán trên Shopee, đường link ở Riaki Store HN, Riaki Store HCM nha anh em nhá. Và anh em có thể tìm ở trong phần mô tả cũng được. Ok con dê, áo trở lại với chương trình, đó là đi test đồ trông được thật sự ạ. À, ôi quả dép này, quả dép trông nó gọi là teku luôn, và quả dép trông quá là teku. Trông nó quá là cute luôn, anh em thấy quả dép và tôi trông được không? Chạy nhìn cái quả dáng chạy quả dép tôi gấu bông trông buồn cười thật sự ạ. À, được của đó, quả dép này được của đó đấy, đẹp đấy. Ui nếu mà quả gấu trúc thì đẹp lắm nhở. Đấy, quả gấu trúc thì đẹp lắm luôn đấy, nó phải đơn giản đâu. À, một pha đẩy lên đến vị trí của Rika Khịa. Rika Khịa. Ôi ha, chơi thằn lằn phơi nắng à? À, chơi phong cách thằn lằn phơi nắng chịu bạn rồi. À, chơi phong cách thằn lằn phơi nắng. Ui, hơi lag. À, sang hồi điểm. Ok, một cháo xin nhẹ cái đầu. Tầm này bắn đầu kinh lắm, tôi nói với anh em. Tầm này tôi bắn đầu kinh thật sự luôn. Làm sao? Đấy, hai cháu đi rồi à? Và ôi, một thằng nó vừa đứng đây chạy đâu rồi nhỉ? Chạy mất rồi anh em ạ. Chạy mất rồi. Mình chui ở đây mình hồi máu tí đã. Chưa đây hồi màu thì á, địch thi đấu trí phết đấy. Thì mình có bắn cũng trí phết đấy, không phải đơn giản đâu anh em. À, địch có bắn chất lượng đấy. Đâu rồi, mà tháo đi ra đây cậu quẩy nó mất người. Này thì lại hết thuật. Tầm mày cứ đạn ra là vào đầu thôi anh em. Đấy, ui xôi làm sao? Ờ, thập thò, ở bắn cậu đấy. Ờ, làm sao? Đấy, chúa tể đam vàng, ông hoàng phá giáp. Mày ra đây. Mày ra đây này, triple kill dành cho vị trí của Rikaki. Ra đây bắn nó hỏng người ngay. Từ ngày tôi dùng mấy cái tai nghe đến từ Rikaki Store, bắn đỉnh lắm anh em ạ. Đấy, nhiều anh em hỏi là ui, mở được cả shop tai nghe, đấy không phải shop của tôi đâu, đấy là nhượng quyền thôi anh em. Đấy là nhượng quyền quảng cáo thôi, chứ mình lấy đâu ra tiền mà mở shop tai nghe. Đấy, là một pha đẩy lên đến vị trí Rikaki mình. Nhưng mà tôi đánh giá là những cái tai nghe ở bên Rikaki Store đấy họ làm rất tốt. Đấy, làm rất ngon, quá ngon, độ bán son luôn. Đấy, anh em có thể tham khảo một số những cái mẫu đấy nhá. Mà quan trọng là cái chương trình khuyến mãi mua một tặng một nó sắp hết rồi. Đấy, một pha đẩy lên đến vị trí của Rika Khịa nào. Và thao ra đây cậu cà khịa cho bay người luôn. À, đây cậu cà khịa cả thế giới luôn. Làm sao? Ui, không ổn rồi. Hắm rồi. Mày bắn cậu rồi. Ui. Vâng, tìm bị cái bắn kinh ấy nhở. Thật ra là 2-4 à. Hỏng rồi. Phải xử lý từng thằng một thôi. Đấy, nhảy qua đây và một tình huống rất bất ngờ đến vị trí của Riaki. Và thằng địch đã ngất rồi. Và mặc đồ chiêu linh Zokai này cũng là số má đấy. Số má đấy. Và ui dồi. Làm sao? Ui, đẩy qua đây với chúng tôi ạ. À. Làm sao? Ui, bắn kinh đấy. Ngoài thì chim gõ kiến gõ chim này. Ui, nó bắn đau quá anh em ạ. Và địch bắn uy tín thế nhở. Và địch bắn uy tín làm sao. À nhảy với chúng tôi này hết choạt. Ai nhảy với chúng tôi đấy. Sau hai bàn thi đấu óc chó thì mình đã bị team địch gỡ lại tỷ số là 3-2. Cay thật sự đấy. Nói chung là sự óc chó đến từ tôi anh em ạ. Và xin lỗi anh em, tất cả là do sai lầm chiến thuật tôi. Mình quá chủ quan. Mình lên mình bắn nhau trong khi đồng đội của mình nó lại không có cái năng lực như mình anh em ạ. Thế đây là mình lại phải bị thua thôi. Đấy, bây giờ mình phải chuyển qua chế độ gánh team. Đấy, bây giờ còn đủ tiền chơi mỗi MP40. Mà MP40 tôi nói với anh em mà tại sao lại chơi MP40? Tại vì đạn ra nó lại vào đầu. Bắn MP40 uy tín lắm. Giờ này tôi kéo tâm kéo tiểng thì nó mượt luôn. Đấy, nói với anh em tầm này kéo tâm nhá, phải gọi là hết nước chấm luôn. Thằng gặp thào kéo thằng đấy. Đấy, ui. À, con này nãy bắn bố này, con này hồi máu này, hạ gục luôn. Đấy, gạt giò luôn, không một động tác thừa. Đấy, úi giời, hai thằng đứng trong tròi. Đấy, làm sao hai thằng đứng trong tròi, không một động tác thừa anh em. Ui giời, này thì kim tiêm này, nhà mày nhiều kim tiêm này, đấy, nói chung là
móc lốp không bằng đi gọi à quên nhầm headshot không bằng đi móc lốp anh em ạ. Móc lốp ba cháu, các cháu nó thi đấu đấy các bạn dở rồi. Các bạn thi đấu các bạn bị mình bắt bài rồi. 12 kill một hỗ trợ. Được thật sự đấy. Ok chưa anh em? Đấy, ổn luôn. Ok, cảm ơn anh em theo dõi video này. Và nếu như đây là lần đầu tiên anh em đến với kênh của Ria Gaming, thấy những video của mình lành mạnh, bổ ích, mang lại cho anh em thông tin thú vị, đừng quên để lại bình like và subscribe để đẹp trai và đứa xinh gái nha. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Bye bye.